cục khó tiến lên bàn thờ, thắp nhang dân hương và cầu nguyện. Thủ tướng Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một chính phủ hướng thần, nên mỗi khi quyết định làm một việc quan trọng, thủ tướng và các vị phụ tá đều thắp hương để tưởng nhớ đến các anh linh, các chiến sĩ anh hùng của Việt Nam, đất nước thân yêu của chúng ta. Xin Thượng Đế và các đấng phù trì cho những quyết tâm của Thủ tướng Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được hoàn thành một cách tốt đẹp. Thủ tướng và các quý vị thắp hương xong, Đại tá Nguyễn Đức Thắng Chánh Văn Phòng sẽ đọc lời cầu nguyện. Kính thưa quý vị, sau đây là nghi thức trao lĩnh kỳ của Tổng cục Võ học Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính mời Tổng cục trưởng tiến về phía bàn thờ tổ và hướng về Thủ tướng. Dạ, xin kính mời Thủ tướng tiến lên. Và xin kính mời Tổng cục trưởng Lý Hồng Thái quỳ một gối và đọc lời hứa. Tôi là Lý Hồng Thái, Chủ tịch Tổng cục Võ học Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đào Minh Quân bổ nhiệm, tôi xin long trọng tuyên hứa và sẵn sàng nhận lĩnh kỳ. Xin mời Tổng cục trưởng Lý Hồng Thái đứng dậy và quay về hướng bàn tổ và quỳ một gối, hai tay cầm lệnh kỳ và hứa. Tôi xin long trọng tuyên hứa, chu toàn bổn phận và trách nhiệm do Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Ngài Đào Minh Quân lãnh đạo và giao phó cho hai vị phụ tá là Tổng cục Phó Ngoại vụ, bác sĩ kiêm phó sư Lý Huỳnh Xanh, và Tổng thư ký là bác sĩ Quách Thế Hùng. Xin mời hai vị Tổng cục Phó quỳ và để nhận lệnh kỳ từ Tổng cục trưởng. Yeah.
Tôi bộ về phía hôm nay, Trung tướng, Tổng cục Quốc phòng Việt Nam, đệ tử là quốc trương, trên tư lệnh và thi hành nhiệm vụ tốt. Tôi, Đại sứ bác sĩ Lưu Hồng Sanh, Tổng cục có tập trung thừa nhận những gì quan trọng nhất của những người chúng ta nhiệm vụ. Cảm ơn. Xin mời quý Tổng cục Phó và kính mời Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đào Minh Quân, Tổng cục trưởng Lý Hồng Thái và Phụ tá Nội vụ, Phụ tá Ngoại vụ và Thư ký hướng về bàn thờ tổ để nêm hương. Và để tiếp theo,
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tổng Thư ký Bác sĩ Quách Thế Hùng. Và một nhân vật nữ quan trọng trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu Tổng Thủ quỹ bà Kelly Triều. Kính thưa quý quan khách và toàn thể quý đồng bào, phần giới thiệu Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân và các vị phụ tá của Thủ tướng đã hoàn tất. Để tiếp theo, chúng tôi xin phép được giới thiệu các võ sư sau đây. Võ sư Hoàng Diệp, trưởng môn Hầu Quyền Đạc Cang Tê. Chúng ta đứng lên để mọi người được hoan hô. Tuy không có clip nhưng mà tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo. Xin mời ông Huỳnh Kim đứng lên.